Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi đến dạng tiếp theo trong phần thi IELTS Reading, đó là dạng Match Name, dạng ghép tên người từ một danh sách cho trước với lời nói, hành động, khám phá của họ. Với dạng này, tương tự với các dạng ghép tiêu đề hay ghép thông tin trước chúng ta đã học, các bạn sẽ có một passage gồm nhiều đoạn văn A, B, C, D, E. Đề bài sẽ cho danh sách tên một vài người và ứng với danh sách các lời nói, hành động, khám phá của họ. Nhiệm vụ của các bạn là ghép đúng tên người với hành động, khám phá tương ứng. Một số lưu ý khi làm dạng này đó là: thứ nhất, đọc lướt bài đọc để tìm tất cả các tên trước. Với IELTS Reading, mình thường không khuyên các bạn đọc lướt vì có thể bỏ lỡ thông tin cần thiết nếu đọc quá nhanh. Tuy nhiên, việc đọc lướt để tìm tên riêng thì khá là dễ dàng. Thứ hai, nhớ rằng các bài báo khoa học thường chỉ dùng tên họ. Ví dụ, nếu một trong những cái tên là Robert Smith, bạn có thể sẽ không nhìn thấy tên Robert trong bài đọc. Hãy chỉ tìm tên Smith thôi. Lưu ý tiếp theo, hãy làm câu hỏi khó cuối cùng. Nếu một cái tên được đề cập tới 3 lần trong 3 đoạn văn khác nhau, nó sẽ khó hơn so với cái tên chỉ được nhắc đến trong một đoạn văn. Các bạn hãy bắt đầu với cái tên chỉ được nhắc đến trong một đoạn văn, hoặc là nhắc đến ít lần nhất. Thứ tư, khi các bạn đã ghép tên xong thì đánh dấu bên cạnh lời nói, hành động, khám phá đó. Bạn chỉ dùng mỗi lời nói, hành động, khám phá này một lần khi ghép. Cuối cùng, như khi làm tất cả các bài khác, hãy tìm từ khóa. Cũng như các dạng bài khác của phần thi IELTS Reading, để giúp các bạn đưa ra phương án trả lời được chính xác, nhanh nhất, mình sẽ tổng kết cho các bạn các bước đi cụ thể từ kinh nghiệm của mình. Với dạng này, mình gợi ý các bạn 3 bước đơn giản nhất để làm dạng ghép tên người. Bước 1, các bạn hãy gạch chân các từ khóa trong các lời nói, hành động, khám phá trước. Bước 2, đọc lướt tất cả bài đọc và tìm tất cả các tên, nhớ khoanh tròn rõ ràng và đếm số lần xuất hiện các tên này. Bước thứ 3, đối chiếu thông tin của từng tên người với tất cả các lời nói, hành động, khám phá ta có trong phần câu hỏi để ghép. Các bạn hãy bắt đầu với tên nào xuất hiện với số lần ít nhất hoặc dễ ghép đáp án nhất thì ghép trước. Các bạn có ví dụ một đề thi trong quyển kem chín như thế này. Phần bài tập này thuộc Passage 2, Test 4. Các bạn có một bài đọc gồm 8 đoạn văn được đánh chữ cái A, B, C, D, E tương tự như các slide trước như thế này. Lượng thông tin phải đọc trong bài này cũng khá nhiều. Questions 20 to 23. Look at the following findings, questions 20 to 23, and the list of researchers below. Match each finding with the correct researcher or researchers, A to E. List of researchers. A. James. B. Cooley. C. Lewis and Brooks. Gunn. Mead. D. And E. Bronson. 20. A sense of identity can never be formed without relationships with other people. 21. A child's awareness of self is related to a sense of mastery over things and people. 22. At a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behaviour. 23. Observing their own reflection contributes to children's self-awareness. Rồi, về phần câu hỏi, các bạn có 4 câu cần ghép tên ở đây. Danh sách tên thì ta có 5 người. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ đọc bài đọc và ghép các hành động, lời nói, khám phá trong câu hỏi 20, 21, 22, 23 với các tên tương ứng. Giờ mình muốn các bạn dừng video lại. Tương tự như các bài học trước, các bạn hãy thử áp dụng 3 bước mình vừa trình bày ở slide trước, tự áp dụng giải thử đề thi này xem. Ok, các bạn dừng video lại và làm nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng 3 bước ở trên để làm bài này. Tiếp theo, mình sẽ trình bày cụ thể từng bước mình sẽ làm và áp dụng vào bài tập thực tế như thế nào để các bạn dễ hình dung. Đi đến bước nào, mình sẽ đánh dấu đỏ bước đó để các bạn quan sát cho dễ. Bước thứ nhất, các bạn hãy gạch chân các từ khóa trong các lời nói, hành động, khám phá trước. Ở câu 20, đây là nhận thức về nhân dạng không bao giờ có thể được hình thành mà không có các mối quan hệ với những người khác. Câu 21, nhận thức của một đứa trẻ về bản thân liên quan tới khả năng điều khiển các sự vật và con người. Câu 22, ở một độ tuổi nhất định, nhận thức về bản thân của trẻ em sẽ dẫn đến những hành vi gây hấn. Câu 23, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân đóng góp tới nhận thức về bản thân của trẻ em. Ở đây khi dịch, mình sẽ dịch bám sát vào từng chữ của đoạn văn chứ không dịch thoáng nghĩa quá để các bạn theo dõi cho dễ. Tiếp theo, xong bước thứ nhất, ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đọc lướt tất cả bài đọc và tìm tất cả các tên, nhớ khoanh tròn rõ ràng và đếm số lần xuất hiện của các tên này. Ở đây, các bạn đọc lướt bài đọc và khoanh tròn các tên riêng như mình đang làm ở đây. Cái tên của ông tác giả mà trong đề bài không có, các bạn không cần phải quan tâm. Rồi tiếp ta đọc lướt 4 đoạn văn còn lại và lại khoanh tròn các tên như trên. Sau khi đọc lướt và khoanh tròn xong, đếm số lần xuất hiện các tên. Các bạn thấy ở đây,
mình có bảng tổng kết số lần xuất hiện như sau. Tên Meade một lần ở đoạn F, tên Bronson một lần ở đoạn H, tên Lewis 3 lần, một lần ở đoạn C và 2 lần ở đoạn G. James 3 lần xuất hiện, một lần ở đoạn A, một lần ở đoạn B và một lần ở đoạn E. Tên Cooley 4 lần, một lần ở đoạn A, một lần ở đoạn B và 2 lần ở đoạn F. Cái này là ký hiệu để tí nữa mình đọc lại đoạn văn, tra cho dễ thôi. Rồi, như vậy là xong bước thứ 2, đọc lướt tất cả bài đọc và tìm tất cả các tên, khoanh tròn và đếm số lần xuất hiện các tên này. Tiếp theo, ta chuyển sang bước thứ 3, đối chiếu thông tin của từng tên người với tất cả các lời nói, hành động, khám phá ta có trong phần câu hỏi để ghép. Các bạn hãy bắt đầu với tên nào xuất hiện với số lần ít nhất hoặc dễ ghép đáp án nhất thì ghép trước. Ta bắt đầu với ông Meade trước. Ông này xuất hiện một lần trong một đoạn văn, do vậy đây là tên mà có lượng thông tin đi kèm mình phải tìm trong bài đọc ít nhất, cũng tức là nó dễ tìm nhất nên mình làm trước. Ở đoạn F, ông Meade được nhắc đến ở phần Meade, 1934, went even further. The self is essentially a social structure and it arises in social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside of social experience. Ở đây thì ông Meade đã tiến xa hơn nữa. Chủ thể là một cấu trúc xã hội, nó bắt nguồn từ các trải nghiệm xã hội, không thể hình thành một chủ thể bên ngoài trải nghiệm xã hội. Ở đây các bạn có cặp từ khóa đồng nghĩa, tức là các từ khóa trong bài đọc đã được paraphrase lại trong câu hỏi của đề bài. Việc nhận biết các từ khóa này như thường lệ sẽ giúp chúng ta nhận biết được đâu mới là thông tin đúng cần ghép. Ta thấy các từ khóa ở đoạn F này trùng với các từ khóa ở câu 20. Cả hai đều nói về việc nếu không có trải nghiệm xã hội, quan hệ với mọi người thì không thể xây dựng nhận thức về bản thân. So sánh với các câu văn còn lại, câu 21, nhận thức của một đứa trẻ về bản thân liên quan tới khả năng điều khiển các sự vật và con người, không phải. Câu 22, ở một độ tuổi nhất định, nhận thức về bản thân của trẻ em sẽ dẫn đến những hành vi gây hấn, không đúng. Câu 23, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân đóng góp tới nhận thức về bản thân của trẻ em, không. Vậy đáp án câu 20 là D, ông Meade. Tương tự như vậy, các bạn hãy dừng video lại, thử áp dụng cách mình vừa phân tích với tên Bronson. Đây là cái tên mà cũng chỉ xuất hiện một lần trong bài đọc. Các bạn dừng video lại và thử làm nhé. Rồi, ta sẽ đi phân tích với tên tiếp theo, đó là Bronson. Thông tin về ông này xuất hiện một lần trong đoạn H. Các bạn thấy là ở các bước trước mình đã ghi chú 1H thì rất tiện cho việc tra cứu lại thông tin. Ở đoạn H, Bronson được nhắc đến ở phần In the longitudinal study of groups of 3 or 4 children, Bronson, 1975, found that the intensity of the frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2. Trong một nghiên cứu về các nhóm gồm 3 hoặc 4 đứa trẻ, Bronson tìm ra rằng cường độ của sự thất vọng và tức giận khi bất đồng của trẻ tăng mạnh trong khoảng độ tuổi từ 1 đến 2. Ở đây các bạn lại có cặp từ khóa đồng nghĩa. Các từ khóa này sẽ giúp chúng ta nhận biết được đâu mới là thông tin đúng cần ghép. Ta thấy các từ khóa ở đoạn này trùng với các từ khóa ở câu 22. Cả hai đều nói về việc đến một độ tuổi nhất định, từ 1 đến 2 tuổi, thì trẻ em có thể thể hiện một số hành vi hung hăng. Các bạn so sánh với các câu văn còn lại. Câu 20 có thể bỏ qua vì câu này ta đã làm ở slide trước rồi. Câu 21, nhận thức của một đứa trẻ về bản thân liên quan tới khả năng điều khiển các sự vật và con người, không phải. Câu 23, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân đóng góp tới nhận thức về bản thân của trẻ em, không có thông tin nào. Vậy đáp án câu 22 là E, Bronson. Tiếp theo các bạn lại dừng video lại và thử tự phân tích về tên Lewis cuối cùng nhé. Rồi, ta cùng làm. Các bạn thấy là thông tin về tên này được nhắc đến 3 lần, một lần trong đoạn C và 2 lần ở đoạn G. Ta cùng xem xét này. Ở đoạn C, ông này được nhắc đến ở phần However, Lewis and Brooks Gunn suggest that infants developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent on their own leads to a growing awareness that they are distinct from other people. Tuy nhiên, Lewis đề xuất rằng việc trẻ sơ sinh hình thành hiểu biết về những chuyển động chúng thấy trong gương giống với động tác của chúng dẫn đến sự nâng cao về nhận thức rằng chúng khác biệt với những người khác. Các bạn thấy các cặp từ đồng nghĩa đã được mình để cùng màu và liệt kê ở slide. Ta thấy các từ khóa đoạn này trùng với các từ khóa ở câu 23. Cả hai đều nói về việc trẻ em quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương có thể giúp nâng cao nhận thức về bản thân. Ở đoạn G, Lewis nói về một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ em. Việc trẻ em có thể nhận thức bản thân mà không cần đến hình ảnh phản chiếu và đưa ra ví dụ về thí nghiệm vệt đỏ trên mũi. Tuy nhiên thông tin này không được nhắc đến ở đây, do vậy các bạn không cần ghép thông tin liên quan đến đoạn G. Vậy đáp án câu 23 là C, Lewis. Tiếp theo là tên James.
thì cái tên này các bạn thấy xuất hiện cũng là 3 lần, tuy nhiên trong 3 đoạn văn khác nhau lần lượt là A, B và E. Do vậy độ phức tạp của nó nhiều hơn so với các tên mình vừa làm. Nên cái gì phức tạp hơn, nhiều thông tin cần đọc hơn, ta ghép sau. Các phần chữ mình đang bôi màu vàng là tất cả các thông tin về tên James được đề cập trong bài đọc. Các bạn sẽ đọc các phần bôi màu vàng này và so sánh với các câu trong phần câu hỏi xem có nội dung nào khớp không. Sau khi đọc nội dung, ta thấy ở đoạn A, chưa có kết quả nghiên cứu nào của James được nói đến mà bài đọc chỉ đề cập đến tên của ông này. Ở đoạn B, James nói về bước đầu của việc trẻ em nhận thức của bản thân. Đó là sự nhận thức về tồn tại của bản thân. Nội dung này không được nhắc đến ở các câu hỏi loại. Ở đoạn E, James nói về việc phát triển khả năng tự nhận thức. Cái này được James gọi là xem mình như khách thể và các yếu tố cấu tạo nên nó. Nội dung này cũng không được nhắc đến trong bất cứ câu nào ở phần câu hỏi cả. Loại tiếp. Vậy cái tên James ta sẽ không ghép với bất cứ câu nào. Tiếp tục đi đến cái tên cuối cùng, Cooley. Đây cũng là tên có số lần xuất hiện nhiều nhất và phức tạp nhất. Một lần ở đoạn A, một lần ở đoạn B và hai lần ở đoạn F. Các bạn thấy việc để tên mà lượng thông tin cần đọc nhiều nhất cuối cùng sẽ giúp các bạn dễ ghép hơn rất nhiều. Ta cùng phân tích này. Ở đoạn A, chưa có kết quả nghiên cứu nào của Cooley được nói đến mà bài đọc chỉ đề cập đến tên. Bỏ qua. Ở đoạn B, Cooley được nhắc đến ở phần Cooley, 1902, suggested that a sense of the self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are in infants' attempts to control physical objects, such as toys, and his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. Cooley cho rằng nhận thức về bản thân như một chủ thể liên quan mật thiết tới khả năng sử dụng quyền lực. Ông ta đề xuất rằng những minh chứng sớm nhất cho điều này là việc những đứa trẻ sơ sinh cố gắng điều khiển những sự vật như đồ chơi hay tay hoặc chân của chúng. Theo sau đó là sự cố gắng để gây ảnh hưởng tới hành động của những người khác. Ta thấy những từ khóa ở đoạn này trùng với những từ khóa ở câu 21. Cả hai đều nói về minh chứng cho việc nhận thức về bản thân liên quan đến việc khả năng điều khiển sự vật và mọi người xung quanh. Ta xem xét thêm đoạn F. Cooley nói về mối liên hệ giữa nhận thức về bản thân của trẻ em và các người khác nhìn nhận nó. Thông tin này không được nhắc đến ở các câu hỏi, loại. Vậy đáp án câu 21 là B, Cooley. Các bạn thấy là các bạn xem bài giảng trên YouTube rất nhiều và đa phần thấy các cao thủ khi giảng dạng này thì rất là dễ dàng và họ cũng không phân tích cụ thể chi tiết như mình. Mình xem thì thấy đa phần đến đoạn mà đưa ra đáp án hay đoạn mà tìm được các tên đúng thì các cao thủ chỉ nói đơn giản là dễ dàng nhận thấy là ta có đáp án như vậy. Tức là hoàn toàn cảm tính, không có một phương pháp cụ thể nào cả. Nếu các bạn ở trình độ chưa tốt thì mình tin rằng các bạn khó mà thu nhận được nhiều kiến thức từ những bài giảng như thế. Kết thúc bài học hôm nay, các bạn lại tiếp tục dở bộ Cambridge IELTS 5-12 và tìm tất cả